mà có cái bài này á là mất một cái nón. Mà Tâm không biết là bạn nào xui xui là gặp được cái nón đó mang về. Bạn nào đã từng có cái nón của Tâm trong suốt một quãng đường dài, rất nhiều nón được quăng xuống. Thường á thì Tâm hay quăng qua hướng này, mà hôm nay mình sẽ quăng qua hướng này. Nhưng mà bây giờ mình quyết định không quăng nữa, mà mình tặng. Ở vị trí mà xa quá hoặc là nhiều quá thì thường là mình phải quăng nó vậy thôi. Xong rồi là các bạn cảm thấy là rần rần lên, cảm thấy rằng là vui, hạnh phúc. Nhưng mà hôm nay mình sẽ làm cái đặc biệt, mình không quăng, không làm gì hết, mà mình trao một cái trân trọng. Hồi nãy giờ nha, hồi nãy giờ Mỹ Tâm nha, thấy nha, địa nha, qua bên trái là có mấy chú luôn. Chắc chắn là cũng không biết Mỹ Tâm đâu, nhưng mà cũng đi tới coi cho vui vậy đó. Nhưng mà chú biết con chú? Chú biết con chú? Có à, chú ở gần đây chú. À chú ở ba luôn hả? Dạ chú nghe ồn ồn thì chú qua thôi phải không? Mà chú không ngờ là chú thấy con đúng không? Mà xong giờ chú coi con diễn nhiều lần chưa chú? Chắc chưa đâu ha. Lần đầu tiên phải không chú? Chú thấy con TV thôi đúng không? Mà chú thấy lần đầu tiên thấy con dễ thương đúng không chú? À, mà con thấy chú rất là nhiệt tình luôn nha, đứng vỗ vũ rồi hát rồi, rất là mỗi lần quay qua là giơ tay giơ tay. À, con định quăng nó mà tự nhiên chú nói vậy con tặng đến cái nó này chú rồi. Dạ, con xin được tặng chú cái nón để làm kỷ niệm ạ. Coi như một món quà mà giống như là đôi khi trong cuộc sống có những sự bất ngờ mà chúng ta không nên ganh tị, chúng ta không nên ganh tị cái điều đó. Có những điều đặc biệt phải không chú? Dạ. Chú về nhớ nói là mấy anh chị là hôm nay con phát hành đĩa nha. Vậy nên là đây là buổi kết thúc một cái hành trình rất là dài của Hot Beat. À, các bạn nào mà đã coi DVD mà trong đó thấy mặt của các bạn không? Nhiều không? Nhiều không? Nhiều không? Rất nhiều và rất là xúc động. Tâm rất là thích đĩa DVD này. Hy vọng là các bạn sẽ có một thời gian thật đẹp và biết